Tranh Minh Châu xin gửi tới quý vị 5 bộ tranh tứ bình. Hôm trước thì chúng tôi đã quay một bộ là mẫu cho quý vị rồi. Và hôm nay là chúng tôi quay tiếp 4 bộ nữa. Và chúng tôi vẫn đang đóng khung, đóng kiện kia. Và vừa chuyển ở xưởng mộc sang. Nên là chúng tôi đóng gói nó cẩn thận một chút. Thì ở đây là bộ là mẫu đây. Là 47 1m27 dày 5 phân bằng gỗ hương đá. Thì bộ trước chúng tôi đã quay rất là kỹ rồi. Đẹp cực kỳ luôn. Và giá thành thì chúng tôi tính giá hợp lý hết cỡ để cho quý vị chơi. Thì 5 bộ đều đẹp như nhau. Đấy, quý vị có thể về tận nơi để chọn lựa hoặc có thể chốt luôn trên live, chúng tôi sẽ chọn cho quý vị. Tức là 5 bộ đều đẹp, yên tâm luôn, không tì vết. Cam đoan quý vị là như vậy. Thì quý vị có thể gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại đây là 0975 đây. Ở giữa màn hình đấy, 0975 940 966. Hoặc về trực tiếp tại Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để chọn lựa hàng. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi chỉ quay lướt như vậy nhanh, quý vị thấy là chúng tôi đang có 5 bộ hiện tại ở đây luôn. Còn gỗ vụ thì kia vẫn còn 6-7 bộ nữa, trước chúng tôi cũng bán vậy rồi. Xin trân trọng cảm ơn.